Vì sao bạn nên đặt một nhánh tỏi dưới gối khi ngủ? Đặt một nhánh tỏi dưới gối không chỉ giúp giảm nghẹt mũi, cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Giảm nghẹt mũi, tỏi có chứa một loại kháng sinh mạnh là allicin. Loại chất này khi bay hơi sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn mầm bệnh và tránh lây nhiễm. Allicin có khả năng hòa tan chất nhầy, giúp thông mũi, giảm nghẹt mũi hiệu quả. Nếu bạn thường xuyên bị nghẹt mũi khi ngủ, hãy đặt một nhánh tỏi dưới gối. Mùi cay nồng của tỏi sẽ giúp mũi của bạn thấy dễ chịu hơn, tăng cường hệ miễn dịch. Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của tỏi giúp tiêu diệt mọi loại vi khuẩn xấu. Chất kháng sinh allicin giúp ngăn chặn vi khuẩn lên men. Để một nhánh tỏi dưới gối là cách đơn giản để tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh bệnh tật, ngăn ngừa côn trùng. Các loại côn trùng, đặc biệt là muỗi, rất sợ mùi tỏi. Bạn chỉ cần đặt một nhánh tỏi dưới gối là có thể yên tâm đi ngủ mà không lo muỗi đốt chẳng chịt. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tỏi chứa nhiều vitamin B6 giúp thúc đẩy sản xuất melanin, hormone giúp bạn ngủ ngon hơn. Nếu thường xuyên mất ngủ, ngủ chập chờn, ngủ không sâu giấc, hãy thử đặt một nhánh tỏi nhỏ dưới gối để cải thiện tình hình.